Khánh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Thưa quý vị, Bản lĩnh ngôi sao đã trở thành một món ăn rất là quen thuộc vào mỗi tối thứ hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 được phát sóng vào lúc 19:15. Thưa quý vị, chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Hôm nay chúng tôi đã nhận được cái sự tham gia rất nhiệt tình của 6 nghệ sĩ đang có mặt ở đây. Và thưa quý vị, trân trọng giới thiệu đến quý vị, theo tin mật báo của Nguyên Khang được biết thì 6 người này chơi rất vui, rất hay và rất khỏe. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng làm quen với đội Quán đẹp hơn. Thưa quý vị, xin được chào đón đội đẹp hơn sẽ giới thiệu trước cùng với chúng ta. Ô, mình có điều gì thắc mắc với việc mà MC chọn mình là đội đẹp hơn? Đâu có thắc mắc. Đâu có thắc mắc. Cái đó là sự thật. Sự thật luôn đúng không? Cả nước công nhận rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từng thành viên trong nhóm, giới thiệu đôi nét về mình. Nhưng giới thiệu cho nó khác những lần trước. Anh thử đi. Dạ thôi. Ok. À, xin chào quý vị. Giống. Chưa. Thường là giới thiệu tên trước phải không? Đúng rồi. Nhưng mình đổi lại. Dạ, kính thưa quý vị, mình là diễn viên. Dạ, mình tin Gia Bảo. Nó khác liền phải không? Trình đơn giản thôi. Nó đổi ngược lại thôi, có gì vậy thôi đó hả? Đó, đơn giản. Hay quá, vậy thì em bớt điệu lại. Đó, đó, vậy thì em giới thiệu nào, thì em bớt điệu lại, nói chuyện bình thường. Dạ, xin chào quý khán giả, em tên là Phạm Yến, hiện tại em là diễn viên. Rồi, bây giờ thành viên thứ ba. Đa. Em hả? Ờ. Làm gì cho nó khác hả? Ờ. Em xin giới thiệu tên của em như sao? Em tên là Công Tần Công Tử Ngọc Lữ Tâm Kinh Linh Tinh Mơ Mộng Trước Lộng Màn Che Khe Sông Khe Suối Núi Mây Ngự Bình Hình Hài Duyên Dáng Sáng Rực Lung Linh Long La Long Lanh Ánh Nắng Ban Mai Hoa Cà Liễu Rủ Vũ Trụ Đê Mê Lê Thị Bủ Đa. Cái gì trời? Lê Thị Bủ Đa. Mà cái chữ thị đó. Cái đội tên gì mình giới thiệu cho cái mọi người hả? Thôi hỏi bên kia trước đi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chào đón đội đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội đẹp nhất. Đẹp nhất. Tuyệt vời. Rồi, mời ba bạn giới thiệu về mình. Giới thiệu, ok. Đến với Bản lĩnh ngôi sao thì có diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Minh Trung, Nico Lan Trinh và Hà Chí Quang. Một phần giới thiệu cực kỳ sâu sắc nha quý vị. Rất là mạnh luôn á. Quang tự quyết định. Trời ơi, dễ sợ luôn. Thôi, em thấy hay rồi, em thấy hấp dẫn. Thưa quý vị, đây là cái sự đầu tư nhất nè. Miếng này nè, là cái đắt nhất nè. Em biết miếng này, miếng này chắc chắn sẽ rớt, nhưng mà em vẫn xài. Cái đội này đặt tên nghe nó thuận tình lắm. Thuận tình. Hôm nay dự là một ngày không bình yên đối với hai đội chơi. Bởi vì sao? Họ đều là những người đã tham gia cái này rồi. Cho nên lần quay trở lại này, họ chắc chắn là họ sẽ hạ gục đối phương bằng những phần thi của mình. Chào mừng quý vị đang cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Thể theo lời yêu cầu của Gia Bảo cùng với Lan Trinh khi viết thư gửi về cho chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Các bạn ấy muốn một đòi trò chơi đòi hỏi có yếu tố trí tuệ và mang tính đồng đội cũng như là sự gắn kết với nhau sau một thời gian tạm xa cách. Thì chúng tôi đã thiết kế ra một trò chơi thoạt nhìn đơn giản nhưng nó đòi hỏi cái sự trí tuệ rất nhiều. Trò chơi với tên gọi là ô màu kỳ diệu. Với những ô màu này, mỗi một đội chơi sẽ cử ra thành viên của mình. Nguyên Khang nói như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế đấy. Để chúng ta làm đúng cái đề bài, đội nào làm sai đuổi ra khỏi sân trừ điểm, đội nào làm đúng được cộng điểm, và đội giành chiến thắng trong phần thi của mình được cộng 20 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của cả hai đội chơi. Mời thành viên đầu tiên bước ra. Ủa, hai người đồng ăn bước ra giờ. Rồi. Chơi luôn á hả? Rồi, đầu tiên chân trái màu cam, trời, chân phải màu vàng xanh lá cây. Ê. Tay phải màu cam. Hay quá. Đầu màu đỏ. Đầu màu đỏ. Hay quá. Đưa đầu lên. Đưa đầu lên. Tay trái màu vàng. Ngực màu đỏ. Hả? Dạ. Tuyệt vời. Bảo được trước nha. Chân phải dơ lên cách mặt đất. Hay quá. Trời ơi, ke đầu luôn. Rồi, một tràng pháo tay. Rồi bây giờ chân trái đưa lên. Đúng rồi. Đầu hướng về màu đỏ. Màu đỏ bên trái thì phải. Rồi, một tràng pháo tay cho hai đội của chúng ta. Quá dễ. Hai đội trong phần thi này làm rất tốt, được cộng 20 điểm. Đề nghị hai thành viên đứng lại tại chỗ. Hai thành viên nữ tiếp tục bước ra. Trời ơi. Hai người. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai thành viên nữ đang có mặt cùng với chúng ta. Chân phải màu cam. Ê, màu cam.
chân trái màu xanh. Thanh niên nam đặt chân phải cam. Vị trí màu cam luồn qua chân của bạn nữ. Luồn qua chân của bạn nữ. Chân trái đặt lên vị trí màu vàng ô số 3. Nam và nữ lên. À, nam nữ. Bạn nam đặt mông xuống ô màu cam ô số 3. Bạn nữ ngã nhẹ lên đùi của bạn nam. Trời ơi trời ơi nhẹ thôi. Chân lên ô màu đỏ. Đặt lên ô màu đỏ. Bạn nữ xõa tóc chạm nhẹ vô ô màu vàng bên tay trái. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bạn nam nhấc bổng bạn nữ lên không chạm đất. Rồi, hay quá. Rồi các bạn được cộng thêm 20 điểm nữa, mỗi đội 40 điểm. Mời ba người ra đây. Trời ơi. Trời ơi, thua nữa. Thành viên thứ ba đứng ô màu đỏ vị trí trung tâm. Thành viên nữ đứng vào ô màu vàng vị trí trung tâm. Đây nè. Thành viên nam giơ chân lên đứng một chân, chân còn lại xẹt ngang ra. Ê, anh đứng anh, một anh. Chân kiểu vậy nè, vậy nè phải không? Thành viên còn lại số 1 bước lên nâng chân của bạn nam đứng ở ô cam. Nâng chân, nâng chân. Đúng rồi, chính xác. À, thành viên bạn nữ quay ra sau nắm lỗ tai của bạn nam. Sau đó bạn nữ nhẹ nhàng ngã người để tóc rủ rượi phía đằng sau. À, Gia Bảo bước lên ô màu đỏ chân phải. À, Chí Quang bước lên ô màu đỏ. Quang bước lên ô màu đỏ chân phải. Rồi, chúng ta mỉm cười nhìn phía trước. Thưa quý vị, đây là bức ảnh gia đình của chúng tôi. Gia đình hạnh phúc. Xin chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Một chào ở đây cho ba người của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Hay quá. Cái trò chơi gì mà. Thưa quý vị, xin được chúc mừng. Đội của chúng ta có được 40 và 40. Cái trò chơi á. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Chào mừng quý vị đang cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Trò chơi với tên gọi Đôi Chân Huyền Thoại. Ở đây ban tổ chức đã chuẩn bị cho mỗi một đội một cái chân dịch và một cái nón bảo hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đá trái cầu lên và chúng ta hứng cái quả cầu làm sao vô trong cái rổ. Hả? À, tự đá tự hứng. Tự đá tự hứng. Đó là lượt đầu tiên nha. Lượt đầu tiên nha. Yeah. Và bây giờ xin mời hai thành viên bước ra để thi tài trong thời gian 1 phút. Xin mời Minh Trung ra đây. Tôi và em xin mời Vũ ra. Con dịch con gì nè. Đúng rồi, phải biểu diễn ra điệu nhạc nha. Trời, Vũ Đa là hoạt quại lắm. Đúng rồi. Vũ Đa hoạt quại lắm. Hay quá. Cạp cạp cạp. Hey. Gặp hồ nước nó bị bà bị bóng. Lúc lên bờ phải cây cánh trời. Hay quá, rồi, Vũ Đa vô. Mùa con vịt xảy ra. Nó kêu rằng cạp cạp cạp. Rồi, mời hai đội vào đây. Phần đi của các bạn 3, 2, 1, bắt đầu. Mày á, ôi trời. Ê. Yes. Wow. Trời ơi. Ê, dùng đi, dùng đi, dùng đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi quá đâu. Ê, trời ơi. Rớt lại, rớt lại. Trời ơi. Đúng rồi, trời ơi, hay quá đâu. Còn lại 10 giây. Mới mua 3 triệu. Rồi, bây giờ chúng ta tháo nón ra nè. Cái gì nón nè. Trời ơi, ta đi shipper vậy, ta đi vô. 1 2 3 Nhiều như thế nào luôn à? 4 5 Trời ơi, ghê vậy trời. 6 Tao luôn. Trong trời phần thi này, Vũ Đa đã thay mặt đội của mình giành được chiến thắng nên có được 20 điểm nữa. Chúc mừng. Đó có chơi, đó có chơi thể thao. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đấu thứ hai. Xin mời Gia Bảo, anh Bảo và nhờ. Quang ra đây. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi khả năng của hai đội như thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên anh Quang. Trời ơi. Trời ơi. Anh thẳng cái đầu. Anh thẳng cái đầu nha. Nhẹ thôi anh Quang ơi. Thẳng cái đầu.
Không, chưa. Không. Vừa vừa ha. Ai đó bỏ. Ai đó. Vô vô một giải. Cố lên, cố lên bạn ơi. Dập dập thôi. Để em, để em. Anh hoặc là anh đá anh khum xuống anh nhìn. Hết giờ. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Cho đó ông tính. Một trái thôi nha, không sao. Cho đó ông tính. Rồi, mời bạn tháo ra. Đội chả cá đế vương đã ghi được một trái cầu, trong khi đội của các bạn ông ăn chả bà ăn nem chưa có điểm nào, cho nên đội này đã được cộng 20 điểm. Xin chúc mừng là 60 điểm. Ở lượt chơi cuối sẽ là lượt thi của hai bạn trong cùng một đội. Mời hai bạn bước ra đây. Bạn nữ không cần đá cầu, bạn nữ chỉ cần đội cái này. Bạn nam sẽ làm nhiệm vụ quăng cầu cho bạn nữ. Chụp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của các bạn. 3 2, 1, bắt đầu. Anh vô. 2, 1, em đi em, em đi em, cảm nhận. Đúng, cứu xuống em ơi. Đúng rồi. Chú, chú. 2, lụm luôn. Ừ, vô rồi. 2, anh chạm cầu. Lụm luôn, lụm luôn. 2, thắng rồi. Đúng rồi. 2, đừng có làm đổ nữa. Quá nhiều. Giờ chúng ta sẽ đếm xem số cầu của Lan Trinh trước nha. 1 2 3 4 5 6. Trời. 1 2 3 4 5. Không đếm nữa. 6. Không đếm nữa. 70 70. Thưa quý vị, như vậy đội giành chiến thắng chính là các bạn của ông đội ông ăn chả bạn em. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến với vòng cuối cùng, vòng thi trí tuệ của chương trình, vòng 3 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Bản lĩnh ngôi sao của chúng tôi ở vòng 3. Và cũng thể theo lời yêu cầu của Miko và Gia Bảo, thì hai bạn lại tiếp tục gửi thư về cho chương trình nói rằng là với những cái trò chơi thiên về sức mạnh thì tụi em đã làm rất tốt, cho nên tụi em cần có những môn thiên về trí tuệ hơn một chút. Ban tổ chức đã sắp xếp ở đây 20 câu hỏi, thưa quý vị, cho mỗi một đội là 10 câu. Nhiệm vụ của các bạn là chúng ta sẽ có những ô số theo thứ tự thang điểm từ 10 cho đến 50. Chúng ta sẽ đứng vào từng ở vị trí và chúng ta sẽ đưa tay của mình vào bên trong để lấy ra cái thẻ cơ hội. Có được thẻ cơ hội, Nguyễn Khang sẽ đọc câu hỏi. Trả lời đúng, chúng ta sẽ được cộng 10 điểm. Trả lời sai, chúng ta sẽ bước lùi về vị trí trước đó. Các bạn chọn ai sẽ là người thông minh, thông thái? Xin mời em bước ra. Còn bên đây là ai ạ? Bên đây là ai? Vũ Đa. Vũ Đa. Vũ Đa sợ quá nhưng mà cố gắng chinh phục bản thân mình trước đã. Tuyệt vời. Bật mí những điều thú vị cho các bạn. Ồ, ở đây chả có gì cả. Ôi, lấy một cái thôi đúng không? Dạ. Yeah. Bên nhiều phiếu hay đây sao? Là ô số 3. Chúng ta chỉ cần lấy một phiếu nè. Số 5. Cái dạ. Số 2 ghê vậy? Em. Rồi, hy vọng bên kia 6. Ghê hơn. Ê! Trời. Ô số 8. Ô số 9. Và ô số 10. Không có gì sợ hết trơn. Em đâu được nhìn đâu đúng không? Không được nhìn. Rồi, bây giờ xin mời Thái Chí Quang sẽ bóp tay vào ô đầu tiên, lấy ra cái thẻ bài. Thẻ cơ hội, mời bạn. Ê, ghê quá vậy. Đưa lên. Câu hỏi số 1 dành cho bạn như sau. Địa hình đồi núi nước ta được chia thành 4 vùng, gồm những vùng nào hết? Cao Nguyên Bắc Bộ. Trung Du. Hết giờ. Trung Du. Hết giờ. Tây Nguyên. Thưa quý vị, đáp án chính xác của chúng ta đó chính là Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Không biết. Đó là đáp án chưa chính xác. Lấy bà dễ đó. Lấy đi Bủ Đa ơi. Cái gì vậy? Rồi, câu hỏi dành cho Vũ Đa như sau. Đây là một câu rất dễ. Huyện đảo Hoàng Sa trực thuộc tỉnh thành phố nào của nước ta hết? À, Cam Ranh. Đáp án chính xác cuối cùng là gì? Cam thành phố mà. Khánh Hòa. À, Khánh Hòa. Khánh Hòa. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là thành phố Đà Nẵng. Theo thần thoại Trung Quốc, bà nữ oa đã dùng loại đá nào để vá trời hả? Đá ngũ sắc.
đá ngũ sắc. Đó là đáp án chính xác. Bước lên một bước. Trời ơi, hay vậy. Xin mời Vũ Đa. Rồi, đây là câu hỏi này lên. Câu hỏi của Vũ Đa: ai được coi là mặt trời của thi ca Nga? Hết. À, gì đi? Nga hả? Nga. Hồi đó đại là Beethoven đi mà. Beethoven. Hồi xưa có cái bài Tôi yêu em đó, đó chính là nhà thơ Pushkin. Câu hỏi dành cho Trà Chí Quang, bye bye. Ôi, anh ba ơi. Rồi, câu hỏi của Trà Chí Quang: tác phẩm nào của nhà văn Hemingway đã được đạt giải Nobel vào năm 1954? Ông già và biển cả. Ông già và biển cả. Không biết, không chắc. Và Hemingway thì có cái đó. Hemingway. Ông già và biển cả. Phải không? Ông già và biển cả. Ông già và biển cả. Đi. Ông già và biển cả, đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Bạn bước lên một bước. Rồi, Vũ Đa là lấy xong đưa lên bạn. Thành phố nào là nơi Hemingway đã viết Ông già và biển cả? Phố nào? Hemingway, nước Anh. Ông đã đến với một thành phố mà ông biết Ông già và biển cả. Berlin. Đó chính là Cuba. Và thành phố của nó chính là La Habana. Xin mời Hà Chí Quang. Rồi, câu hỏi dành cho Hà Chí Quang như sau. Đây là một câu đố mẹo. Kể tên hai trường lớn nhất Việt Nam. Trường gì? Hai cái gì? Trường học hả? Trường sao? Thưa quý vị, đáp án của bạn là trường Sở Đông, trường Sở Tây. Đáp án chính xác, xin chúc mừng bạn. Và bây giờ xin mời Vũ Đa bốc thăm. Rồi, lại đây câu hỏi dễ mèo mèo. Câu hỏi này là một câu đố mèo. Đó, mèo đem. Diều gì không cần dây cũng bay được? Diều hâu. Diều hâu, chắc chưa? Không, chắc không được. Chắc có nghĩa là chắc đó. Và thưa quý vị, diều hâu là một đáp án chính xác, chúc mừng. Không cần dây đâu, có diều hâu. Hay quá anh. Cộng 10 điểm. Tiếp theo, Hà Chí Quang đang ở cột mốc của 40 điểm, rất gần 50 và một chiến thắng. Hãy chờ nha. Câu hỏi dành cho Hà Chí Quang. Mời bạn. Ê, đó, con nhộng không sao. Bên kia đó. Những ngôi sao băng lớn được gọi là gì? Hết. Sao gọi băng lớn là sao chổi. Sao chổi. Sao chổi. Đúng. Sao chổi. Thưa quý vị, sao chổi đó là đáp án chưa chính xác. Ủa? Được gọi là quả cầu lửa. Hay không? Và xin mời. Tiếp đi. Vũ Đa. Không được nhìn vô. Có nhìn đâu. Đưa lên. Đưa lên. Câu hỏi của Vũ Đa: sao băng được tạo nên từ gì? Hết. Ờ, dãy ngân thiên hà đồ. Đúng rồi, cái gì? Bụi của galaxy. Bụi của hành tinh galaxy. Thưa quý vị, đó là đáp án chưa chính xác. Sao băng là các thiên thể bốc cháy khi bay vào vùng khí quyển. Bước lùi lại một bước. Bạn mời bạn bóp. Rồi. Lùi lại anh, lùi lại. Giữa. Rồi, câu hỏi dành cho bạn như sau. Trạng lường, đố bạn là ai? Hết. Đo lường là gì? Trương Thế Vinh. Trương Trương Thế Vinh. Hết giờ. Trương Thế Vinh là game show. Tên là Lương Thế Vinh. Mời bạn đứng lùi về. Câu hỏi dành cho bạn Vũ Đa. Bên kia gần bằng mình rồi đó Vũ Đa. Cũng là liên quan đến Trạng. Trạng Vũ Đa, hãy cho biết Trạng Trình là ai? Hết. Anh nói đại đi. Nguyễn Mỹ Kim. Nguyễn Mỹ Kim. Thưa quý vị, gần đúng là Nguyễn Bỉnh Khiêm nha quý vị. Con bé này, nó đưa đáp án là Nguyễn Mỹ Kim. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Chim hồng hạc con có màu gì? Hết. Màu trắng. Trắng hay đen? Màu trắng. Trắng chưa? Thưa quý vị, chim hồng hạc con có màu trắng và nó chỉ chuyển sang màu hồng khi nó ăn con tôm mà thôi. Như vậy nó cũng bị dị ứng đó quý vị. Nó bị chuyển sang hồng. Và như vậy đó là đáp án chính xác, được cộng 10 điểm. Mời cho Vũ Đa. Câu ai á? Rồi, câu hỏi dành cho bạn. Loài rùa đẻ trứng trên cạn hay dưới nước? Hết. Trên cạn. Chính xác, chúc mừng cộng 10 điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho Chí Quang. Rồi, con gì mình đồng da sắc, hai mắt trên lưng, cái chân giữa bụng? Hết. À, có xe máy. Đó là con dao. Con ốc sên á. Rồi, bước lùi lại một bước. Hai con mắt nó bị nhô trên đầu á. Lên trên. Đúng rồi. Có đồng đội của tôi. Rồi, cái gì răng màu trắng, chân răng màu đen? Hết. Răng màu trắng, chân răng màu đen. Đó chính là cây đàn piano. Vâng, thưa quý vị, đó là đáp án chưa chính xác. Bước lùi lại một bước. Ở đâu? Mời Hà Chí Quang. Rồi, câu hỏi dành cho bạn. Vùng biển được quy định nhằm bảo vệ cho việc thực hiện chủ quyền của nước nhà ven biển gọi là gì? Lãnh hải. Lãnh hải. Lãnh hải hay còn gọi là vùng tiếp giáp lãnh hải cũng chính
xác, xin chúc mừng bạn. Yeah. Yeah. Mời đẹp. Khóc nè. Câu hỏi dành cho bạn. Trí tuệ rồi anh thấy chữ luôn. Đất nước nào có hình âm dương trên quốc kỳ hết? Hàn Quốc. Hàn ạ. Hàn Quốc. Hàn Quốc là nước nào? Hàn Quốc. Hàn Quốc. Cái lưỡi nó bị đớt hiểu không? Đó là đáp án. Chính xác. Chúc mừng bạn. Bước lên một bước. Được cộng 10. Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Mời bạn lấy lên. Rồi, kể tên 4 thành viên của nhóm nhạc đình đám 2NE1 hết. Bắt bom. CL. Min. Bắt bom với lại Bắt bom CL. Anh ơi, Dara. Đã hết giờ rồi. Bắt bom CL và Lindsay là bạn đã trả lời chính xác. Chỉ tuy nhiên thành viên cuối cùng mà đã trả lời không kịp đó chính là Sandara Bach. Thôi lùi bước rồi. Rất là tiếc, bạn sẽ bước lùi lại một bước. Quê bằng ơi. Thưa quý vị, câu hỏi dành cho bạn luôn. Đó là nhóm Sista. Hãy kể tên 4 thành viên nhóm nhạc đình đám Sista. Ben, Bon, Bom. Sista là 6 ngôi sao á. Ben, Bon, Bom, Boon, Li Hà Tinh. Cái nhóm gì mà tên thành viên gì lạ quá vậy? Mà cái nhóm khổ quá. Thưa quý vị, đáp án chính xác của chúng ta đó là Junbola, Theorin, Soju, Kim Dang Som. Ủa? Cái tên là cơm ở nhà hay là tên ca sĩ? Nói tên đi học. Tên đi học là tên nghệ danh. Tên nghệ danh hay là tên đi học? Thưa quý vị, như vậy là bằng nhau giờ sao? Rất là tiếc là chúng ta đã không có ai chạm được cột mốc 60 điểm của chúng tôi. Cột mốc trên điểm cao. Tuy nhiên bạn Hà Thí Quang đứng ở cột mốc 20 điểm cho nên được cộng 20 điểm. Còn Vũ Đa đứng ở cột mốc 10 điểm nên được cộng 10 điểm vào cột mốc cuối cùng của mình. Mời bước lên phía trước nhận phần thưởng. Và rất tuyệt vời khi tham gia phòng chơi thì đội của chúng ta đã vươn lên tới ngôi vị Á quân của chương trình của chúng ta. Các bạn sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 9 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Và đây xin được giới thiệu đến quý vị đội quán quân của chúng ta 12 triệu đồng. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Và chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng vào lúc 19:15 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và một lần nữa, hai đội chơi của chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào tập phát sóng lần sau của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Cái khuôn mặt phúc hậu đó anh. Dạ. Làm chứ gì mình, đội mình không hiền hả? Em nói là em nói nhầm hả? Đâu, đây đúng hiền chứ. Hiền. Hiền. Dạ. Hiền lắm đúng không anh? Ti quê ở đâu nè? Dạ, quê em có hai quê. Quê em sinh ra là ở Kiên Giang và quê Cần Thơ sống lớn lên. Quê gì mà hai quê? Trời ơi, em chỉ là người ta có hai quê kể người ta. Ta đang tâm sự gia đình người ta kể người ta. Đấy, hiền hơn, hai quê. Đổi hiền hơn.